kinh nó không có được nhiều con ngồi thiền thì cũng không có được vô. Ở trên chỗ này có còn màu nhiễm dạ. Mấy vị chảnh dạ. Cứ lấy chai nước nhiều nhiều thôi, hết cái bịch về rồi cái bỏ chai mới lên rồi uống rồi gãi lên đầu. Ở đây mình rất là tự nhiên, nước lạnh trị bệnh tà thôi. Nước lạnh của cha mẹ của Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Mấy vị làm ở thành nước cam lồ hết. Dạ. Hôm nay chúng con tới đây là xin sư phụ ban những lời thêm cho con để con muốn làm những gì cho cha mẹ cho anh thi. Con có con là đạo Thiên Chúa. Các em công giáo hả? Dạ. Công giáo với đạo Thiên Tâm mình nó cũng gần giống nhau. Nhưng mà hồi nhỏ lớn cũng cùng một người lập đạo thôi. Đúng rồi, con hiểu, con tin hết, con biết hết. Lên lớp. Dạ. Lên lớp cho mọi người. Xưa tóc vàng dài dài không, bây giờ tóc ngắn đen. Con hả chị? Con hả chị bộ? Dạ, 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 cứ đọc kinh trên mạng á. Rồi cứ lấy cuốn kinh Thiên Tâm á, rồi đọc rồi coi bạn mày nào á, cho ta giống như FaceTime, giống như Zoom vậy đó. À, cái đó là cái điều tạo công đức lệ nhất. Đây hộ vẽ anh Tráng nó cho. Vậy sư phụ hôm nay chúng con tới đây xin cầu sư phụ nhận chúng con làm đại tử cho Tráng, chúng con được sáng láng để mà làm việc cho cha mẹ. Rồi. Tên gì? Thiên Trọng Thu Nghe. Thì Thiên Trọng Thu Nghe. Đổ thì sửa, Thiên thì sửa.